Công an tỉnh Điện Biên cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an vừa phối hợp với công an các tỉnh Bắc Lào triệt xóa đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Trung tuần tháng 8 năm 2022, chuyên án mang bí số 822L được xác lập với sự phối hợp chặt chẽ của công an Điện Biên và công an các tỉnh Bắc Lào Ngày 8 tháng 1 năm 2023 tại khu vực Bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên, Ban chuyên án đã bắt giữ hai đối tượng khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép 28 bánh heroin. Tiếp đó, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 7 đối tượng khác. Đầu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến nay đã mua bán trên 412 bánh heroin, 28 kg thuốc viện, 3 kg ma túy đá. Đây là chuyên án điển hình về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Lào, bắt giữ và di lý thành công các đối tượng trên đất Lào đưa về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Sáng nay, trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn cho phạm nhân đợt Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đợt giảm án cho phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay có 17 phạm nhân. Đây là điều kiện cơ hội cho các phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời cũng là tiền đề cho các phạm nhân khác phấn đấu lao động cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong những đợt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tiếp theo. Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Mạnh Thường Quân cũng đã trao tặng 54 xuất quà cho phạm nhân đang thụ án tại trại tạm giam Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023. Ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can bắt tạm giam 11 đối tượng liên quan đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D tại thành phố Biên Hòa về hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ. Bước đầu cơ quan điều tra xác định các nghi can đã nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng để bỏ qua các lỗi vi phạm trong quá trình thực hiện đăng kiểm. Trong 9 đối tượng của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ, có giám đốc và hai phó giám đốc cùng 6 đăng kiểm viên, nhân viên. Hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi đưa hối lộ là Lê Tiến Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải Vĩ Khang và Võ Trí Giang, nhân viên trung tâm dạy lái xe Sài Gòn 3T. Theo điều tra ban đầu, Lương Minh Tú, giám đốc trung tâm đã chỉ đạo bàn bạc, thỏa thuận với 8 đăng kiểm viên và nhân viên có xe quen dẫn mối đến đăng kiểm tại trung tâm. Những xe đăng kiểm vi phạm các lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật thì bắt buộc các chủ xe phải đưa thêm tiền để được bỏ qua các lỗi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022, các đối tượng của trung tâm đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó, riêng Lương Minh Tú thừa nhận đã nhận số tiền hối lộ hơn 3 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.